Dưới sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Séc, mới đây thành công Moto và Skoda Auto đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hợp tác lâu dài cùng nhau phát triển thị trường ô tô của Việt Nam. Tại buổi lễ, Thành công Tô và Skoda Auto cho biết hai bên sẽ hợp tác để đưa những chiếc ô tô đầu tiên về Việt Nam vào năm 2023, song song với việc nhập khẩu các mẫu xe mới nhất được sản xuất tại châu Âu, hai doanh nghiệp cũng sẽ tiến hành việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam và dự kiến những chiếc ô tô đầu tiên sẽ gia nhập thị trường sớm nhất vào cuối năm 2023. Chứng kiến lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ việc ký thỏa thuận hợp tác giữa thành công mô tô và Skoda Auto là dự án lớn, phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Để hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng đề nghị thành công mô tô và các đối tác cần áp dụng thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt được tham gia vào các khâu của quá trình sản xuất và các chuỗi cung ứng, nghiên cứu nhu cầu thị trường, phát triển đa dạng chiến sản xuất, phân phối các loại xe sử dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, vân vân. Bộ cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là các ngành công nghiệp có tính nền tảng, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.